Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi thảo luận số 4, trang 195, sách giáo khoa sinh học 9, đề bài như sau. Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.4. Bảng 65.4, các hoạt động sống của tế bào, bao gồm các quá trình đó là quang hợp, hô hấp và tổng hợp protein. Để trả lời câu hỏi này, các em cần nghiên cứu lại những nội dung kiến thức đã được học về các hoạt động sống của tế bào trong chương trình sinh học 6 và sinh học 8. Cô sẽ cùng các em đi vào lời giải chi tiết cho câu hỏi này. Chúng ta có thể hoàn thành bảng các hoạt động sống của tế bào cụ thể như sau. Với quá trình đầu tiên, đó là quang hợp. Quang hợp có vai trò tổng hợp chất hữu cơ và tích lũy năng lượng. Hô hấp có vai trò phân giải chất hữu cơ và giải phóng năng lượng. Tổng hợp protein tạo protein cung cấp cho tế bào. Như vậy, cô cùng với các em đã hoàn thành xong câu hỏi thảo luận số 4, trang 195, sách giáo khoa sinh học 9. Cảm ơn tất cả các em đã lắng nghe.